Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì theo như thể nguyện vọng của một số anh em có yêu cầu mình là hướng dẫn anh em cách fake IP phiên bản Hàn để có thể nhận được một số quà trong ngày hôm nay, đó là ngày 16 tháng 7. Thì nhân đây thì mình cũng tiện thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem. Mình sẽ làm lại từ đầu từng chi tiết một để cho anh em có thể là làm nhìn là làm được ngay. Chắc chắn là sẽ làm được. Và mình xin nói luôn là mình chỉ biết fake ở trên iOS thôi nha, còn Android thì mình xin lỗi là mình không có xài, mong anh em thông cảm nha. Thì đầu tiên thì anh em lên App Store tải hai ứng dụng này về cho mình. Open đây, một cái là OpenVNP này. Và một cái nữa là OVPN Spider. Đó. Đây nha. Tải rất là nhanh thôi anh em ơi. Đây, mình có một trong hai ứng dụng này thì có một cái nó sẽ bắt mình phải lập tài khoản, thì mình cũng hướng dẫn anh em lập tài khoản luôn cho anh em gọi là làm nhìn phát ăn ngay chứ không để anh em mò lâu thì cũng rất là mệt. Đây anh em bấm một cái thứ ba nha, ở đâu quên nhầm, bấm vào dòng thứ nhất nha và bấm vào sinh up ở bên dưới góc này này này, nó sẽ ra một cái giao diện để anh em đăng ký nha. Đây, nó sẽ bắt anh em mình đăng ký và anh em sẽ dùng cái tài khoản Gmail ạ. Xin lỗi anh em mình hơi ho, hơi ốm một chút. Đây nha, mình sẽ dùng một cái tài khoản Gmail chưa từng đăng ký để hướng dẫn luôn anh em cho nó dễ hiểu nha. Đó, cổng gmail.com này. Về nơi rất xa. Đó. Tôi không phải người máy này, nó sẽ bắt anh em xác nhận đèn giao thông này. Và anh em bấm vào cái dòng dấu tích dưới này và ấn create account, cái là đăng ký đấy anh em. Và nó sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này, có nghĩa là anh em sẽ phải vào cái Gmail đó và nhập một cái mã nha. Bấm ok này, nó sẽ chuyển anh em sang một cái giao diện như thế này. Và mình sẽ ẩn ra, mình sẽ vào cái Gmail đấy nha, mình sẽ đăng nhập chi tiết cho anh em có thể là làm theo mượt mà nha anh em. Cái gì đây? Sao lại không thể tìm thế này? Cái Gmail này thì mình mới lập thôi để cho nó làm hướng dẫn anh em cho nó mượt mà. Khôi phục khôi phèo cái gì đây? Đó thì sau khi vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái mail. Đó, anh em sẽ bấm vào thì nó sẽ hiện ra cái mã như này này. Anh em sẽ copy, sao chép và quay lại cái app đó. Chúng ta sẽ nhập cái email đó vào. Cực kỳ đơn giản thôi anh em. Hướng dẫn như này thì chắc chắn là ai cũng làm được rồi đúng không? Ô nhầm. a@gmail.com chứ nhở? Đi về nơi rất xa. Chúng ta sẽ nhập cái path đó vào nha. Và cái dòng dưới này thì chúng ta sẽ paste cái code đó vào và đăng nhập. Cái này thì anh em bấm cái nào cũng được thôi, nó sẽ vào. Và vào đến đây thì anh em sẽ phải nhập cái có nghĩa là có gọi là cái gì nhỉ, cái mật khẩu của cái máy của mình đó. Như mình thì mình sẽ dùng bằng vân tay là mình không phải nhập mật khẩu nữa. Ok rồi. Ủa, nó vẫn bắt nhập mật khẩu anh em ạ, định mệnh. Đó, nó sẽ vào luôn như này nha. Như này là anh em đã đăng nhập được rồi này. Và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu fake IP này. Chúng ta sẽ vào OVPN này, Spider hay đủng gì đấy. Thì nó sẽ ra hiện những cái này. Đây này. Bây giờ mình sẽ fake IP sang Hàn nha. Anh em bấm vào đây này, 1 2 3 Korean này, người ta gọi đây là cái đây là sao lại không bấm được sang này. À đây rồi. Nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Anh em có thể chọn một trong những cái bất kỳ này nha. Trong những cái bất kỳ này nha. Đây, mình sẽ
bấm vào cho anh em xem này. À, bấm vào đây, bấm vào một phát này thì nó hiện ra một cái bảng như thế này, thì anh em sẽ bấm đến chữ sao chép đến OVNPN đó, nó sẽ hiện ra như này, nhiết. Sau anh em bấm 3D ADD và tiếp tục bấm AD ở trên góc phải màn hình, nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này, thì anh em sẽ bấm vào cái này bật lên cho mình nha, nhiết bật lên. Đó, như thế này là nó đã fake xong rồi nha, nó sẽ hiện chữ VPN ở trên góc phải màn hình, anh em sẽ thoát ra bắt đầu vào game thôi, đơn giản. Game nào dễ thôi. Trên này thì mình làm một cái video hướng dẫn quá chi tiết này thì chắc chắn là anh em đều làm được rồi. Ai không làm được thì thôi đấy, mình cũng thiệt là khốn nạn đó mà, không còn cái lời gì để nói được đâu với MS2 à. Ok, go. Cái gì đây? Và sau khi vào game thì cái nick này là mình nick phụ của mình đăng nhập. Đây nha, anh em bấm vào event này. Đây này, đấy chưa? Nó hiện ra những cái hộp như thế này này anh em này. Đây là 5 cái hộp mà sau khi fake FB sẽ được nhận được này. Nhận thôi. Và còn sau những cái này thì là đồ, tất cả những cái ở trong cái mục này là đều là fake FB mà có nha. Những cái sự kiện gì đây? Thì anh em vào đây này, những cái nhiệm vụ như thế này là anh em vào đây mà làm này. Này, có được một hòm này, 10 mảnh và nhận được. À, mình nhận được hết luôn này. Những cái này là nhận được hết rồi này anh em này. Quá ngon luôn này. Đó, anh em thấy không? Nhiệm vụ cứ phải gọi là mát mẻ. Đây, quá phê. Rồi, công việc của chúng ta đã nhận xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử mở thôi. Uầy, được 10 mảnh này này. Chúng ta xem liệu rằng Link ATM thì có đỏ được, có đỏ như trong tranh hay không đây. Thử một tí nhở. À, mồi cái cho nó con nó khỏe nhá anh em nhở. Vớ vẩn này, lỡ ngớ lại vớ được kho câu. Ui, này còn được 5 mảnh này. Ui, thế là lại được một hộp nữa rồi. Xịn thế nhở. Xịn xò con bò anh em ơi. Hộp đâu hết rồi, đây rồi. Theo như mình thì cứ mồi trước anh em ạ, mồi vài cái. Rồi, sau khi mồi xong thì chúng mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Ôi, được một đôi giày đi sách vữa thôi, chứ không có cái gì cả. Nào, được gì nào. Ôi giời ơi, được ngay bộ đồ rồi anh em ơi, ngon. Làm nháy nữa nhở. Ui, cũng là đi phụ hồ mà thôi. Còn cái gì nữa? À, còn cái phần cuối cùng của chúng ta, phần xịn sò nhất là 5 cái hộp này. Auto ra đồ. Ui giời ơi, được ngay cái bộ 7 ngày. Định mệnh. Dậu má con cá anh em ạ, mình không được hên rồi nên là mình được đồ ngày thôi. Chúng ta được 2 bộ đồ này. Mình được đồ ngày thôi anh em ạ. Giờ anh em hên là được đồ vĩnh viễn đấy. Ok, thì đó là cũng cái gọi là cái chia sẻ của mình. Anh em nào mà thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh và chia sẻ tới mọi người cùng biết nha. Mình hướng dẫn quá là chi tiết rồi đúng không anh em? Anh em đừng quên ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, hẹn anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo.